Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Thạch Thành, Bắc Thanh Hóa trân trọng thông báo. Nhằm tri ân các khách hàng nhân dịp chào đón năm mới Nhâm Dần 2022, Agribank Thạch Thành triển khai chương trình khuyến mại lì xì đầu năm lộc xuân may mắn. Đối tượng áp dụng là tất cả các khách hàng là cá nhân và tổ chức thực hiện các giao dịch, gửi tiền tiết kiệm, mở tài khoản, phát hành thẻ ATM lần đầu, đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử, chuyển tiền. Cụ thể như sau, đối với khách hàng giao dịch tiền gửi tiết kiệm, khách hàng giao dịch gửi tiết kiệm có kỳ hạn với số tiền gửi tối thiểu 30 triệu đồng hoặc 1.500 USD. Cứ mỗi khách hàng 30 triệu đồng hoặc 1.500 USD được bốc thăm một bao lì xì. Mỗi khách hàng được bốc thăm tối đa 5 bao lì xì. Đối với khách hàng mở tài khoản phát hành thẻ ATM lần đầu, đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử chuyển tiền sẽ được bốc thăm một phong bao lì xì. Thời gian thực hiện từ ngày 7 tháng 2 năm 2022, tức ngày 7 tháng Giêng năm Nhâm Dần, đến hết ngày 15 tháng 2 năm 2022, tức ngày 15 tháng Giêng năm Nhâm Dần, hoặc đến khi hết phong bao lì xì, tùy theo điều kiện nào đến trước, cụ thể. Thực hiện đến hết ngày 15 tháng 2 năm 2022, đối với khách hàng gửi tiền tiết kiệm. Thực hiện trong ngày 7 tháng 2 năm 2022, đối với khách hàng mở tài khoản phát hành thẻ ATM lần đầu, đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử, chuyển tiền. Agribank Thạch Thành hy vọng với những phong bao lì xì đỏ đầu năm sẽ mang lại may mắn, tài lộc và bình an đến cho tất cả quý khách hàng của Agribank chi nhánh huyện Thạch Thành. Mọi chi tiết về các chương trình khuyến mại xin vui lòng liên hệ đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thạch Thành, địa chỉ khu 5 thị trấn Kim Tân, số điện thoại 02373877140 hoặc phòng giao dịch Vân Du, địa chỉ thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, số điện thoại 02373847137 hoặc số di động 0917410656. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thạch Thành trân trọng được phục vụ quý khách hàng.